các anh chị coi ha, ở bên Mỹ á, hôm trước em bên kia này, trời ơi anh Thông Trương ơi, chưa đâu mới bắt đầu đi làm ngày đầu, bắt đầu đi làm thôi, mới bắt đầu đi làm, sáng ra ngủ tới ngủ mới ngủ dậy. Năm nay á, là năm đại hạn của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông Việt Nam Cộng Hòa năm nay buồn buồn quá hết cái màn mà đợi ú bớ mày gặp ai mà đi là vô ấy người ta. Tôi nói có mấy ông Ngô Kỷ bây giờ, hai Ngô Kỷ với lại thằng với ông Cao Kỳ Nhơn với mấy thằng chống cộng như đó, mấy thằng chửi nhau vừa đi vừa chống lại, đồ má mày, mày cộng sản nha, đồ má của thằng thằng Đào Minh Quân, thằng nào cũng già đi kìa, nhắc hay nhắc không, thằng thì ngồi xe lăn, thằng nào cũng đại tướng với là thiếu tá với là trung tá được không à, chào cờ thì hello chào cờ, cái tay đúng vậy nè. Đâu mà tôi không biết là đi lên đây mà để chống ai nữa. Thôi buổi nay nó thôi ở nhà chơi cho nó vui với con cái đi. Lên đây mà gào thét lên, vì cộng như thế này, vì cộng như thế kia, thôi mấy ông ơi, xưa rồi. Người miền Trung nó nói xưa rồi, xưa cho trái đất rồi. Thời buổi nay mà tối ngày cho đi chống cộng như không chống cộng. Chống kẹt thì được như chống cộng. Ta nói, ông hỏi đụng em mày đi chống kẹt là gì? Chống kẹt là chống kẹt chứ là chống gì, đúng không? Tao nói thao được rồi, thời buổi này nó có lực phép hết rồi, lực phép Mỹ nó đưa ra đâu, thằng nào mà nó lên nó kém ai mà mang cờ đỏ sao vàng á, là cái thằng đó là sẽ bị ở tù, có nghe chưa? Tụi mẹ mày tấu ngày mày cứ đi ăn xong ăn hè không mà đi tấu ngày lên đây mới biểu là đi treo kẹo cộng sản với cộng hàng. Mày làm được cái gì nước Mỹ, tao ngày mày qua Mỹ mày ăn hàng hay không, tao ngày mày đi biểu chống ai. Trời ơi, tao nấu rồi, chống cái gì, chống có tiền, không có tiền. Tao ngày cái đời, tao luôn cái ngày, ngày 30, cái qua mùng 1, cái lãnh được cái chét 600 bạc đổ ra, cái trả tiền nhà hết mẹ là chống gì. Thôi đi mấy ông ơi, thời buổi này, mấy ông lên đây, mấy ông ngồi thì không ngồi được, ngồi sơ ghế. Ngồi gối làm chủ tọa không ngồi, ngồi xe em gọi là tao có xe đàng hoàng, có xe gì, xe lăn chứ xe gì. Đồ mẹ tối ngày, chứ bây giờ tôi hỏi mấy ông nè, lên đây mấy ông ơi, mấy ông hay lắm, đồ mẹ ông nào nghe hỏi cái súng không có, sao không có, súng gì, súng mũ nè, rồi súng nước đâu đâu, đồ mẹ súng nước tao già là còn con mẹ nó ngó xuống nó thấy gì hết luôn à. Bởi tao nói nhiều khi tôi không phải chế nhạo như mấy ông đâu, tôi nói thật à. Dù tôi thấy cười mấy ông giống như mấy con rối vậy đó, nên tôi lên đây tôi muốn làm cho mấy ông đụ ma quê, mấy ông đụ ma đừng có cái gọi là ấy nữa, lên đây mà sủa nữa. Mình là người mà, mình là người mà, tại sao mình phải sủa? Mình nói tiếng người không nói, mình lên đây mình sủa, đúng không? Tôi thấy mấy ông mà nói tới ông, mấy ông mấy bà mà hả, tôi nói là thấy có 2 phần người tới 8 phần con. Đừng có để người ta nói vậy, nói nhục. Nên bởi vì nhiều khi mình không có muốn lên đây mà mình phản biện hay là nói là mình chửi tục chửi thề, nhưng mà thấy quá đáng, đúng không? Quá đáng đi. Nên nhiều khi mình nên làm người tốt một bữa đi, nghe không? Làm người tốt nghe lời mấy thằng gọi là mấy thằng trẻ trâu giống như tôi nè, nghe không? Mấy thằng trẻ trâu như tôi nè. Mấy trẻ trâu như tôi nè, lên đây tôi nói là đừng có lên. Mình á, thời buổi này á, thấy không, rõ ràng ở Việt Nam tôi không minh. Cứ nói là cộng sản ăn hối lộ, đồ má tôi nói hả, cộng sản ăn hối lộ, nó quất cho không còn, từ trên xuống dưới, quan trọng không? Từ trên xuống dưới quất đi ở tù hết. Từ mấy cái trạm xe nè, trạm thu thuế xe nè, rồi từ bộ ngoại giao nè, từ bộ chính trị nè, công an quận là công an phường là công an kinh tế, rồi bên thầy, bên giáo dục, bên bác sĩ, bên y khoa, hối lộ là đi ở tù hết, có bỏ ai đâu. Đó, giờ làm vừa lòng chưa, thấy không, rõ ràng không? Đất nước đang phát triển, mình phải kêu hãnh, mình phải tiếp tay vô, mình nâng lên, đúng không? Giống như cái thằng mà vô học, thấy không, những cái thằng vô học giống như là thằng
Anthony Thanh Nguyễn nè, cái người không nói mà đi sủa tiếng súc vật, đúng không? Tao có đi bưng bô cộng sản, tao cũng mừng là tao đi bưng bô cộng sản. Để sau tao lấy cái bô đó, tao lấy tước đái để tao đổ lên bàn thờ nhà mày Anthony Thanh Nguyễn. Tao vẫn chào mày, tao chào chào mày ai nha Anthony Thanh Nguyễn, với lại chào mọi người. Tự vì một cái gia phả nhà thằng Anthony Thanh Nguyễn này nè, nó là thằng gia phả đây là gia đình, nó là gia đình súc vật. Nó nói chuyện tiếng thú mà. Vô đây bác bao nhiêu mấy chục mấy năm trăm các anh em ở trong này không chào không hỏi, mất dạy vô đây chửi thề. Mày thấy tao có người không, lịch sự của bự rồi ha, vô là tao vẫn chào mày, mày chửi tao vẫn chào mày, tại vì tao là con người. Tao có đi bưng bô đi giữa, tao kiếm cái bô bự bự để sao tao hốt hết những cái gì mà dơ dái á, không bỏ dơ dái á, là trước đá gì tao đổ lên bàn thờ nhà mày Anthony Thanh Nguyễn. Tại vì tao phải dạy mày, tao hỏi mày nè, mày làm được cái chuyện gì hả? Anthony Thanh Nguyễn, mày làm được cái chuyện gì, mày làm được cái chuyện gì mà chống cộng, mà chống được gì đó? Giống như ông Hoàng Kiều á, ông tỷ phú Hoàng Kiều á, ông nói những cái thằng, những con ở miền Nam Cali á, chúng mày yêu nước lắm hả, chúng mày đâu có thù Trung Quốc lắm hả, mày la nó là nó cướp Trường Sa rồi, Trường Sa là của Việt Nam rồi này nọ, cộng sản hèn yếu. Ông nấu nó mướn nguyên cái tàu chiến có vũ khí sẵn á, thằng nào ngon á, thấy không, mày ngon cái thằng nào ngon á, đi lên trên, đi lên trên tàu ổng mướn á đó, cái tàu chiến ổng mướn á, rồi đi lên, nó qua đi qua bên Trung Quốc bắn Trung Quốc, có thằng nào dám lên tiếng không hả? À, có thằng nào dám lên tiếng không? Đủ má thằng nào nấy mà lên già, yeah, rồi cầm cái tay giống như là đụng rung còn xô cạc là ổng được nữa, lên đây mà gào thét. Bởi ta nói gì, ta nói cái gì sủa, giống như thằng Anthony Thanh Nguyễn này đó, nó là thú mà, nó là chó mà, nên như mới sủa mất dạy vậy đó, đúng không? Còn đây là những bác, thấy không, giống như bác Minh Võ nè, thấy không, như bác Dấu Phú rồi nè, Anthony Thanh Võ nó nói như nè, tao bưng bô sản vậy mày, vậy chứ mày mừng không, mày mừng không? Bây giờ lực lệ rõ ràng nha, trên nước Mỹ là đủ má, lá cờ đỏ sao vàng này mới chấp nhận nha, chứ không phải là cái lá cờ ba sọc của mấy anh là chấp nhận lá cờ đó nha. Lá cờ này là quốc tế mới biết thôi nè, lá cờ này mới quốc tế mới biết thôi nè, chứ còn mà mấy lá cờ kia không ai biết gì đâu. Trời ơi, chào Bùi Quế Châu nha, nó nhục không hả, có nhục không, nhục không? Đủ cửa mấy anh lên đây á, đủ má, ai ăn cơm, ai ăn cơm của tôi chứ không có cơm của ai hết. Bùi Quế Châu xàm lồn, anh chửi ai vậy, chửi ai, chửi tôi hả? Không thế sao đâu, chửi tôi thì cứ nói tôi đi bưng bô, đi bưng bô cộng sản đi, nhưng mà được bưng bô giống như tôi đi, tính bưng bô này, không bưng bô cộng sản này, nhờ ơn của cộng sản tôi mới được qua Mỹ lại. Từ đó đúng thôi là tôi bị kẹt ở Việt Nam luôn rồi, mới được uống cà phê Starbucks nhờ ơn của đảng, của bác à, mới có uống cà phê chứ thôi sao có cà phê được. Trời ơi, chứ tôi nói thời buổi này mấy ông lên đây, mấy ông lên đây mấy ông chống ai? Hello Tú Nguyễn, tôi nói hả, lên đây mấy ông chống ai, chống được ai? Chống cái bản thân tôi mấy ông còn chưa chống được nữa, mấy ông hù dọa, mấy ông nói tới nhà tôi đủ má rồi, rồi là tới nhà tôi rồi chém giết tôi, mấy ông làm được chưa hả? Nói mấy ông hả, làm được chưa? Anh Khoan đủ, có rồi hả? Đó thấy chưa, anh Khoan đủ nói nè, anh Khoan đủ là một trong những người tôi biết cũng khá lâu đó, chủ tịch nước sai còn bị lấy chức nữa, thấy chưa, rõ ràng chưa, chủ tịch nước là ngang ngửa với lại tổng thống Mỹ đó, đó thấy không? Việt Nam bây giờ là có pháp luật rõ ràng,
pháp luật cho rõ ràng, thấy rõ ràng chưa? Sai, chém. Việt Nam bây giờ đừng có nói là Việt Cộng nữa. Ngày xưa nói lại á, tôi nói lại á, cái thời của các ông á, cái thời của các ông mà đi bán cho làm ly lính đánh thuê cho Việt Nam Cộng Hòa đó, một thằng thiếu úy nuôi năm người, năm con vợ, tại sao mà không nói tiền đâu ra? Hả? Tiền đâu ra? Hả? Ăn đâu ra? Đi bán, đi ăn cơm ở đâu ra? Quốc gia gì? Quốc gia làm đéo gì có tiền? Nói thẳng luôn, quốc gia làm đéo gì có tiền? Chỉ có tiền của thằng Mỹ là tiền của ba tôi, tiền của ông nội tôi đem qua, là mấy ông ăn tiền cơm gạo của gia đình tôi, mà bây giờ mấy ông chửi lại tôi. Tôi muốn trao, muốn trao làm gì có tiền? 500 tỷ đô la cái thời đó, trong vòng 20 năm, 500 tỷ đô la mà so tới rồi mà 70 năm trước, 500 tỷ đô la là bao nhiêu tiền? Hả? So tới rồi mà 60 năm trước, 500 tỷ đô la đối với bây giờ là bao nhiêu tiền? Multiple bây giờ phải nhân lại gấp là khoảng 20 lần như vậy. 500 tỷ đô la cái thời đó, mấy ông làm được gì? Không làm được gì hết á. Xong rồi cũng có cờ thôi. Ông giờ lên đây ngồi khóc lắm chứ ai. Người ta nói á, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Vậy thôi. Mà dù sao đi nữa, đất nước Việt Nam giải phóng, người Bác Hồ nói là cái năm 1945, cái khi năm 1950 mấy, Bác Hồ nói là miền Nam là của Việt Nam, máu xương của bên Bác Hồ có ghi luôn cái dòng đó, tôi không nhớ cái dòng thơ đó, nhưng mà trong cái chỗ mà trong cái hội nghị Paris đó, Bác Hồ có nói rõ mà, miền Nam là của Việt Nam trước khi Mỹ nhảy vô, sau khi mà thắng của thằng Pháp, miền Nam là của Việt Nam, dòng máu ở ngoài Việt Nam là cũng là ruột thịt của Việt Nam, sông có thể cạn, nước có thể mòn, đất nước Việt Nam không thể chia làm đôi, rõ ràng không? Cái chuyện đó làm sao mà các ông các bạn lên đây cứ biểu là cộng sản mà miền Bắc vô cướp đất nước miền Nam, đâu đất nước miền Nam, đâu ra đất nước miền Nam? Miền Nam Việt Nam, miền Nam là của Việt Nam, Việt Nam là có ba miền có gọi là ba tỉnh không? Nam Trung Bắc, ai cướp ai? Ai cướp ai? Lên đây mấy ông mấy bà cứ lên biểu là đủ, mấy ông mấy bà cứ nói là mấy ông thời buổi này mà tối ngày cứ lên đây đủ mà tao là phải đại diện cho đủ mà cái quá khứ cho qua. Lên đây bây giờ mấy ông mấy bà tức không? Một lát tôi tới cái chỗ làm tôi treo cái lá cờ nè. Thằng nào con nào nói thằng Phiêu Đông á, tới mà biểu tình cái chỗ làm tao, nó treo cờ tại chỗ làm tao nè. Nhau. Tao sắm ba lá cờ, ba chỗ làm, ba cái chỗ mà tao làm á, chỗ mà là công trình tao treo lên. Thằng nào tới biểu tình buồn buồn á, tao bắt trước cô kỹ cầm mã tấu lên chém. Cầm mã tấu lên á, bắt trước cô kỹ hay là ngon câu dân đủ mã mày. Mày cộng sản đó, tao chém mày chết mẹ mày cái chứ thằng bướng bổ cộng sản. Đủ mẹ mày cầm lên mày rung như vậy á, đủ mẹ má ơi chém ai, còn cầm súng lên. Mày cộng sản tao bắn mày chết mẹ mày nha thằng bướng bổ cộng sản. Đụng mày súng mày chĩa kiểu gì, đụng mày đạn không biết nó bay đường nào nữa. Thôi biết vậy thôi, mình á im đi, mình im đi cho nó vui, cho nước nó trong, nha. Mấy nghe em nghe cho anh nói thì á, nghe lời anh đi, anh còn thương mấy em, anh không chọc mấy em, chứ còn mấy em mà cứ lên đây mà sồn sồn là anh sẽ chọc cho mấy em chết, hiểu chưa? Chào các anh chị nha. Mấy ngày mưa bên này mưa quá anh Bình ơi, mưa mình nó lỡ đường luôn á. Ngay khúc vợ em anh Bình cách nhà em khoảng chừng năm cây số. Mưa nó lỡ mà tới nỗi mà cái đường cao tốc á, xi măng nó dày nửa thước, mà nó lỡ con đường ra
nó trũng xuống giống như con dòng sông từ bên này nó trôi nước qua lại. Mà nó già nó trôi mà cái đường từ đầu đường này qua đầu đường kia là khoảng hai mấy thước. Cái một chỗ mà nó bị lở xuống nó sâu xuống còn mấy chục thước luôn á. Bởi vì cũng là cộng sản qua đây phá rừng, phá đất, nước nó bị chài ra đúng không? Đúng không? Nên cái gì cũng vậy, mình sống là mình phải cho nó chuẩn. Lên đây đừng bao giờ đổ thừa. Việt Nam á, là bị lục lọi, bị đất chài, đất lài xuống là cũng bị cộng sản phá rừng, phá đất, cắt cây. Vậy á, thì bên Mỹ thì như thế nào? Đó rõ ràng á, bắt ra đây á, tôi có chia sẻ lên nhà tôi á. Mình làm được gì không? Mình không làm được gì hết á. Thì mình sống ở đâu mình đi theo ở đó đi, đừng có đi cái chuyện mà mình nói ở đây bây giờ chúng ta phải là tiếp tay lên đây nói tiếng nói của mình đã được làm được cái gì. Mình lên đây mình chào tầm bảy tầm bạ, lên đây mình chửi đơn rồi này nọ, bởi vì